Mến chào cô chú và anh chị, hôm nay xin chia sẻ với cô chú và anh chị công việc. Làm rựa dao kéo đấy cô chú anh chị. Đó. Sau khi đã đập này chúng ta lại nung nóng lên. Đây là hai con rựa vừa làm xong này. Phải dùng motor nên là không tốn sức người. Anh làm nghề này lâu chưa? Này chắc hồi làm hồi nhỏ vô già bữa nay chắc được 5 năm 6 năm rồi. Bố chuyển lại cho con. Ở đây giờ cũng hết lò liền. Dùng này hết lò liền. Còn một cái này. Giờ ít người làm cái này nữa. Xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị, rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ đăng ký kênh.